Hi. Kính chào quý vị và các bạn ạ. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với bản tin nội bộ của Big C Group tuần 3 tháng 12 năm 2021. Và tôi là Mạnh Toàn. Tôi là Mai Hoa. Và bản tin nội bộ tuần này của Big C Group có những thông tin gì vậy anh Toàn? Chúng ta cùng điểm tin nhanh những sự kiện có trong tuần này. Thứ nhất là thông tin cuộc đua 79 ngày đón Tết Nhâm Dần. Và chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán thưa quý vị. Và dẫn đầu cuộc đua đầy gay cấn này là đội kinh doanh 1 Hải Dương. Đi sát nút không hề kém cạnh là đội kinh doanh 1 Hà Nội. Và cũng không chịu thua thiệt hai đội còn lại. Về vị trí thứ 3, tôi xin được chúc mừng phòng kinh doanh 2 Vĩnh Phúc. Thứ 2, hòa chung không khí đón Giáng sinh Big C Group chính thức phát động phong trào trang trí văn phòng đón Giáng sinh. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải thưởng xuất sắc do ban tổ chức bình chọn trị giá 2 triệu đồng và một giải có nhiều lượt like, share trên Facebook cùng trị giá 2 triệu đồng ạ. Và thời gian tổ chức từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021. Tiếp đến, đó là chuyên mục nhân viên xuất sắc tuần của Big C Group. Tuần này xin được trân trọng vinh danh hai cá nhân với thành tích xuất sắc nhất. Người đầu tiên đó chính là anh Minh Hoàng, chuyên viên kinh doanh văn phòng Hà Nội. Người thứ hai xin được chúc mừng chị Lâm Thị Giang, chuyên viên phòng kinh doanh 3 Vĩnh Phúc. Và sự cần mẫn như những chú ong thợ thì đội Super Xanh hay còn gọi là đội Super Sale văn phòng Hà Nội đã được Big C Group thưởng nóng cho một chuyến du lịch xuyên lục địa 2 ngày 1 đêm tại khách sạn ngàn sao. FLC Hạ Long ạ. Và đi chơi vui như vậy nhưng mà tôi cũng mong các anh chị cũng không quên nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là cái khoản mà 2 triệu, à không, 2 cộng 2 bây giờ là 4 triệu. Đời thế thay đổi. Kết thúc chuyến đi là team kinh doanh lại xông pha tiếp tục công việc. Đây là những thước phim nhỏ ghi lại các anh chị làm việc chăm chỉ, không ai chịu về mà đuổi cũng không chịu về. Thậm chí là 8-9 giờ tối thì cũng không về nhà. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị đang ủ mưu. Vì cái Tết bánh chưng không phải là nhân thịt nữa mà là nhân bằng thép, thậm chí nhân bằng inox. Đặc biệt là khi cơn sốt đất tại thị trường Mộc Châu đang đến giai đoạn đạt đỉnh, nhà nhà người người đổ xô lên xem đất đón sóng quy hoạch dự án, thì anh em Big C cũng đang đứng ngồi không yên, sẵn sàng chỉ đợi là chốt. Thứ tư, để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng của tập đoàn, tiếp nối khóa 20 năm, Big C Group lại vui mừng chào đón nhân sự mới khóa 26 tại văn phòng Vĩnh Phúc và Hải Dương. Ngay sau đó, công tác tuyển dụng và thực hiện đào tạo với khóa 27 cũng được Big C Group đẩy mạnh. Và cuối cùng là bản tin về doanh số. Với những pha chốt đất chỉ có tại Big C Group, tôi xin chúc mừng các chiến binh đã đạt được các giao dịch tuần này. Đó chính là chuyên viên kinh doanh Nguyễn Văn Huỳnh, phòng kinh doanh 2 Vĩnh Phúc với giao dịch tại Xín Trải Y Tý. Chuyên viên kinh doanh Lâm Thị Giang, phòng kinh doanh 3 Vĩnh Phúc với giao dịch tại Xín Trải Y Tý. Chuyên viên kinh doanh Phùng Văn Dũng, phòng kinh doanh 3 Vĩnh Phúc với giao dịch tại Mò Phú Trải Y Tý. Chuyên viên kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Nhung, phòng kinh doanh 1 Vĩnh Phúc với giao dịch tại Phan Cán Sử Y Tý. Còn ai đây? Ai đây? Ai đây? Trưởng phòng kế trúc anh Lã Mạnh Nam với giao dịch tại Mò Phú Trải Y Tý. Ôi Nam, đi vào đây nhờ một tí ạ. Dạ xin chào anh Nam ạ, anh có thể giới thiệu qua đôi chút về bản thân được không ạ? Xin chào Mạnh Toàn và Mai Hoa. Mình là Lan, trưởng phòng kế trúc của công ty Big C Group. Và ngày hôm qua ấy, thì em có được biết là anh có một cú chốt giao dịch rất là lớn tại Mò Phú Trải Y Tý đúng không ạ? Thì là em muốn hỏi là tại sao mà anh lại có thể nhẫn tâm khi mà cướp miếng cơm manh áo của các bạn nhân viên kinh doanh được không ạ? Thực ra thì mình với các nhân viên của công ty Big C Group thì không cứ bộ phận nào có thể chốt được đất. Hơn nữa mình lại là kiến trúc cho nên việc chốt đất với mình đó là quá đơn giản. Wow, xin chúc mừng. Dạ vâng. Đó. Thế nhưng mà theo tâm linh ấy thì là ngày hôm qua thì chưa phải là một ngày đẹp lắm để có thể thuận tiện chốt giao dịch ấy. Vâng, thì nhưng mà sao lại anh lại có thực thể? Thực ra thì ngày chưa đẹp với mình thôi. Thú thật với là Mạnh Toàn và Mai Hoa, hôm qua là ngày kỷ niệm chia tay bạn gái. Thành ra mình mới có một cái gì để kỷ niệm những năm sau lớn. Năm nay mình chọn việc chốt đất là điểm nhấn. À dạ vâng ạ. Thế này con sợ nóc nhà không anh? Thực ra thì cũng không sợ lắm vì chính là cái cũ mình là người mua mãi đấy mà. À dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin chúc mừng anh ạ.
Xin chúc mừng các anh chị. Mời anh chị 2 triệu. Em Nam. À, mời anh chị 4 triệu. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. À, và tiếp theo là thông tin nổi bật tuần. Vào ngày 11 tháng 12 vừa qua thì Big Agri đã rất là vinh dự khi được đón tiếp tiến sĩ Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dinh dưỡng Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, tiến sĩ Từ Ngữ đã đến thăm mô hình trồng rau thủy canh và nơi trưng bày sản phẩm của Big Agri. Cũng trong buổi thảo luận này thì tiến sĩ Từ Ngữ và các kỹ sư nông nghiệp đã cùng nhau trao đổi về combo rau củ sạch, một sản phẩm sắp ra mắt của Big Agri. Tiến sĩ đã đưa ra những góp ý và tư vấn chuyên sâu dưới góc nhìn của một chuyên gia. Qua đó, Big Agri có thể áp dụng và hoàn thiện hơn sản phẩm của mình khi trao đến tay khách hàng. Sản phẩm combo rau củ này do chính các bạn trẻ đội nông nghiệp Big Agri thiết kế và đóng gói dưới sự tư vấn của tiến sĩ Từ Ngữ. Và thông tin tiếp theo mà tôi muốn kể đến quý vị đó chính là những alo lô dây lô xiên lô đề cờ bạc rượu chè alo xa nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên, sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đường chẳng đi dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Đường chẳng đi dài mà ta qua, đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Những chuyến đi dài, dưới đá vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Xung quanh ở nơi đây thật dễ bên, sao mới gặp ánh mắt lấp lánh nhân hoa chào tôi, chào người bạn ơi. Đường chẳng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn trên mái nhà, từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm.
nhau rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời rạng ngời vươn cao lên tận trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Là tin cuối khép lại bản tin nội bộ tuần 3 tháng 12. Xin được kính chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe. Tôi Mạnh Toàn. Tôi Mai Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.